Sáng nay, tại thành phố Thái Bình, Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Sự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Thái Bình được thành lập năm 2003 với 48 hội viên. Đến nay, hội đã có trên 100 hội viên tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội. Thời gian qua, hội luôn đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, duy trì sinh hoạt định kỳ và tổ chức các hoạt động mừng thọ, tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau, hiếu hỉ. Hàng năm, các hội viên đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Trường trao hoa và quà của tỉnh tặng Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tới những người con quê hương, đồng thời chúc các hội viên luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết và đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Thái Bình tổ chức kết nạp hội viên mới, mừng thọ các hội viên cao tuổi.